Mùi đếm. Nha. Đúng không? Mùi đếm. Con đầu tiên các bạn. Đếm đầu tiên. Đẩy động lên canh đi. Con đầu tiên nha anh Nhãn. Con đầu dưới mắt ốc mà. Con này con thứ hai mà. Con thứ ba chứ lộn. Xíu rồi. Này đi phải kỹ xíu mà ơi. Một bọng hơi bỏ vô đây mới được. Mấy rồi đó.
được linh cá nha. Đếm gì vậy? Ồ, vừa đếm, vừa đếm. Rồi. Rồi. Mực không? Thứ già luôn rồi. Linh cá nha. Thứ tư nha bạn. Này chúng mổ rồi. Quân mới gọi hơn đúng không ạ? Quân nãy có con, quân mới gọi đóng được 3 con.
Giờ anh em mình giờ tới nhà rồi các bạn. Nó thành vợ của mình là bánh nè các bạn. 5 con vừa ném mà con bự nhất chừng ký ngoài các bạn. Đó còn nhiêu con ký 700-800 gram. Nói chung là cũng được. Nè các bạn thấy không? Một con nè, hai con, ba con, bốn con với con đưa đưa là 5 con. Chung bữa nay cũng sướng sướng, dịch cũng xảy cũng nhiều mà có được 5 con cũng được các bạn. Giờ cũng trễ, tranh thủ về các bạn ơi. Mai đi làm đó. Rồi chào anh em và các bạn nha. Uống miếng nước đá nữa, kéo được mà. Kéo nước quá. Rồi, cho mấy em vô bọc. 5 con nha bạn, giờ khuya giờ không có quay nhiều, quay gì cho bạn xem được. Như gỡ qua cho ông giảng xem được rồi bạn, cho mau hết bệnh đó bạn. Rồi mình cũng cuộc đời bỏ tủ lạnh mà mơ màng cá này mình cắt ngạnh hết à, mà sữa chung là 5 con này thì khoảng 4 ký bạn. Rồi xin chào anh em nha. Every single day.